Xin kính chào quý vị khán thính giả Hồn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi. Phần tin đầu tiên được gửi đến quý vị khán thính giả đó là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden sẽ gặp các vị lãnh đạo quốc hội khi nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động đến gần và Tổng thống Joe Biden dự tính gặp các vị lãnh đạo quốc hội trong ngày thứ ba để mà thảo luận cấp ngân sách cho chính phủ, khi chính phủ có nguy cơ ngừng hoạt động ngay từ thứ sáu tới. Tòa Bình Úc cho biết là Tổng thống sẽ gặp các vị lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa từ cả Hạ viện và Thượng viện trong ngày thứ ba, nơi mà Tổng thống sẽ bàn thảo tính cấp bách của việc thông qua một dự luật ngân sách trước nửa đêm ngày thứ sáu. Ông Joe Biden cũng dự tính thảo luận một dự luật an tinh trong quốc gia trong đó cung cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Và cuộc họp diễn ra khi các nhà lập pháp rơi vào thế bế tắc để mà tránh nguy cơ chính phủ phải ngừng hoạt động. Lãnh đạo của nhóm đa số thường viện là Chuck Schumer vào hôm Chủ nhật cho biết là vẫn chưa có thỏa thuận nào và kêu gọi Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson hướng đến đạt được thỏa thuận, bất chấp phản đối từ các nhà lập pháp bảo thủ nhất trong đảng Cộng hòa và trên mạng xã hội X vào tối ngày Chủ nhật, ông Johnson cho biết rằng phía Cộng hòa vẫn thương thảo trong thiện trí. Ông hy vọng đạt được kết quả càng sớm càng tốt. Ngân sách sẽ bị cạn kiệt trong ngày mùng 1 tháng 3 đối với một số cơ quan liên bang như là Bộ Giao thông, trong khi những cơ quan khác như là Bộ Quốc phòng phải đối diện với hạn chót là ngày mùng 8 tháng 3. Tiếp tục tin Hoa Kỳ, thẩm phán ở Alabama bị thương nặng sau khi bị con trai bắn. Một thẩm phán ở Montgomery tại Alabama đã nguy kịch sau khi ông bị con trai của ông bắn hôm thứ Bảy. Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Montgomery, ông Johnny Hawick, thẩm phán của tòa án số 15 của quận hạt Montgomery, bị con trai Khanfani A. Hawick, hạt 36 tuổi của ông bắn sau cuộc cãi vã gia đình. Cảnh sát cho biết khoảng 1 giờ chiều, văn phòng cảnh sát của hạt Montgomery đến nhà của thẩm phán Hawick vì một cuộc cãi vã trong gia đình. Khi đến nơi, cảnh sát của văn phòng cảnh sát trưởng thấy ông Hawick bị người con trai hành hung và bị bắn bị thương nặng. Con trai của ông rời khỏi hiện trường để lại chiếc xe của anh ta trên đường Trotman Road. Ngay sau đó anh ta được nhìn thấy trên đường Highway 231 và bị bắt giữ. Hanfani Hawick bị truy tố tội bạo hành gia đình cấp độ 1 và với người bị cấm sở hữu súng. Năm 2014, Hanfani Hawick nhận tội hành hung cấp độ 2 sau khi bắn vào đầu Clayton Riley, một người bạn của gia đình. Anh ta không bị giam giữ. Ông Johnny Hawick trải qua nhiều chức vụ liên bang, tiểu bang và thành phố Montgomery trước khi được bổ nhiệm vào tòa án khu vực năm 2001 tháng 8 năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch hiệp hội thẩm phán tòa án khu vực Alabama. Ứng cử viên Nikki Haley quyết tâm vận động tranh cử sau thất bại tại South Carolina. Bắt vận động của ông Trump dự tính là xem bà Nikki Haley là người không liên quan sau khi mà ông Trump đã thắng cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang South Carolina vào hôm thứ Bảy và bỏ qua việc công kích bà thay vào đó thì tập trung vào việc đối diện với tổng thống joe biden kêu tổng thống dễ dàng thắng toàn bộ năm cuộc bỏ phiếu đề cử của đảng và tính cho đến nay chiến thắng của tiểu bang ở tại midwest đông bắc miền nam và miền tây đánh bại mọi đối thủ chỉ còn lại bà haley chiến thắng vào hôm thứ bảy ở tại south carolina đã đưa ông trump tiến đến trở thành đề cử viên tổng thống của đảng cộng hòa và khiến cho bà haley không còn cách nào để đánh bại ông mặc dù bà quyết tâm vận động tranh cử. Các cố vấn của ông Donald Trump cho biết là họ dự tính làm ngơ bà Haley để mà ban vận động của bà suy nghĩ lại. Và đây là sự thay đổi trong chiến thuật của ban vận động, vừa đẩy mạnh công kích bà trong những tuần gần đây với một loạt công kích trên online, tăng áp lực để các nhà tài trợ của bà chuyển sang cho ông Donald Trump và cựu tổng thống đã công khai chế giễu bà nhưng mặc dù ông Donald Trump chiến thắng ở tại South Carolina thì vẫn có một số giới hạn đối với ông trong cuộc tổng tuyển cử với ông Joe Biden trong tháng 11, khi mà cử tri độc lập và ôn hòa sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định người chiến thắng. Theo cuộc khảo sát sau bỏ phiếu của Edison Research thì trong số cử tri độc lập ở tại South Carolina thì 6 trong 10 người đã chọn bà Haley. Còn về phần mình, bà Harley quyết tâm hướng đến ngày Super Tuesday ngày 5 tháng 3, khi mà cử tri ở 15 tiểu bang và một vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ sẽ chọn một phần ba đại biểu cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Đơn vị sẽ chọn một đề cử viên trong tháng 7. Tin sau đây nói về Thống đốc California công bố chiến dịch quảng cáo để chống lệnh cấm đến các tiểu bang khác phá thai. Thống đốc California Newsom hôm chủ nhật công bố chiến dịch quảng cáo để chống đề nghị ở nhiều tiểu bang cộng hòa nhằm cấm đến các tiểu bang khác phá thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản khác. Chiến dịch quảng cáo ở nhiều tiểu bang và kiến nghị online sẽ bắt đầu từ thứ hai hôm nay, mở đầu với một quảng cáo trên truyền hình về quy định đang được xem xét ở Tennessee. Dự luật của các nhà lập pháp tiểu bang quy định tội đại hình đối với người trưởng thành khi chiêu mộ, che giấu hay đưa một thiếu nữ đi phá thai mà không có sự chấp thuận của cha mẹ. Trong chương trình Meet the Press của đài NBC, ông Newsom cho biết, những quy định tương tự dựa trên một luật đã được thông qua ở Idaho, đang được đề nghị ở Oklahoma và Mississippi. Ông nói rằng các nhà lập pháp đó không những ngăn cản quyền quyết định mang thai của phụ nữ mà còn can thiệp vào số phận của phụ nữ khi cấm họ đến các tiểu bang khác. Những người ủng hộ dự luật của Tennessee cho biết dự luật cấm không những đưa một thiếu nữ đi phá thai mà còn cung cấp thông tin về các cơ sở phá thai lân cận hoặc chuyển thông tin cho các tiểu bang có được phá thai dễ dàng hơn. Thượng nghị sĩ tiểu bang Jason Zachary, người đồng báo trợ dự luật, gọi đây đơn thuần là dự luật quyền phụ huynh. Kể từ khi tối cao pháp viện hủy bỏ phán quyết Ro kiện Wade năm 2022, các nhà vận động chống phá thai thúc giục các tiểu bang cấm phá thai và tìm cách ngăn chặn phụ nữ mang thai đến các tiểu bang khác để phá thai. Một quân nhân không quân Hoa Kỳ đã tự thiêu bên ngoài đại sứ quán Israel ở tại Washington. Một quân nhân Hoa Kỳ tự thiêu dường như là để phản đối cuộc chiến ở tại giải Gaza bên ngoài đại sứ quán israel ở tại washington vào chiều ngày chủ nhật người quân nhân này được đưa đến bệnh viện khu vực sau khi nhân viên cơ quan mật vụ dập tắt được ngọn lửa phát ngôn viên của sở cảnh sát thủ đô cho biết là nạn nhân trong tình trạng nguy kịch và phát ngôn viên không quân đã xác nhận sự việc liên quan đến một quân nhân đang tại ngũ và theo báo new york times trong một đoạn video được phát trực tiếp trên internet thì người mặc quân phục cho biết rằng anh sẽ không bao giờ đồng lõa trong diệt chủng. Sau đó thì anh ta đã số một chất lỏng lên cơ thể và phóng hòa, rồi hét lớn, giải phóng Palestine. Cảnh sát địa phương và cơ quan mật vụ thì đang điều tra sự việc này. Và Đại sứ quán Israel là mục tiêu của các cuộc biểu tình phản đối chiến sự tại Gaza. Và chiến tranh ở Gaza đã dẫn đến các cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine và ủng hộ cho Israel ở tại Hoa Kỳ. Làn sóng biểu tình bắt đầu vào sau ngày 7 tháng 10 khi mà Hamas sát hại 1.200 người Palestine và bắt giữ 253 con tin trong cuộc tấn công xuyên biên giới. Vào hồi tháng 12, một người biểu tình tự thiêu ở bên ngoài lãnh sự quán Israel ở tại Atlanta. Cuộc diễn hành Tết Nguyên đáng sôi động trở lại khu Chinatown ở New York cuộc diễn hành Tết Nguyên Đán hàng năm lần thứ 26 trở lại khu Chinatown của thành phố New York hôm Chủ nhật. Hàng ngàn người chào mừng năm Giáp Thình với múa lân múa rồng truyền thống, tiếng nhạc rộn ràng và pháo nổ. Ông Mark Levine, chủ tịch quận Manhattan cho biết số người tham gia đông nhất mà ông từng thấy. Thống đốc Kathy Hoku và thượng nghị sĩ Chuck Schumer cũng tham dự lễ chào mừng năm mới. Ông Schumer nói rằng cộng đồng người Hoa là một trong những cộng đồng tuyệt vời nhất ở New York. Ông xin chúc mọi người một năm giáp thình đầy hạnh phúc. Nhiều cộng đồng Á Châu trên khắp thế giới mừng Tết Nguyên Đán. Trong tiếng Hoa, Tết Nguyên Đán được gọi là Xuân Tiết, có nghĩa là lễ hội mùa xuân, tiếng Việt gọi là Tết, tiếng Triều Tiên gọi là Seola và Tây Tạng là Losa. khu vực Arizona đã trở thành điểm nóng uh, số 1 về di dân vượt biên giới trái phép. Di dân từ khắp toàn cầu đến đây để mà vượt biên giới sang Hoa Kỳ qua những lỗ hổng trên bức tường biên giới, một bức tường trải dài nhiều km qua những sườn dốc, đường đất xương rồng và cây bụi sa mạc. Sasabe, cộng đồng gần nhất là ngôi làng nhỏ với 51 người. Sasabe có một cửa khẩu chính thức để đi lại hợp pháp với Mexico nằm giữa khu bảo tồn Tohonto, Odam và xa lộ kết nối Tucson với Nogales, Mexico, là một khu vực ở miền nam Arizona, là một trong những vùng hẻo lánh nhất trên biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Nhiều tháng qua nó đã trở thành khu vực nhộn nhịp nhất đối với các cuộc bắt giữ di dân nhập cảnh Hoa Kỳ một cách trái luật. Không nản lòng vì bức tường biên giới, các băng đảng bạo lực ở tại Mexico và địa hình hiểm trở với nhiệt độ khắc nghiệt. Di dân vượt biên giới sang Texas với con số hàng trăm và đôi khi hàng ngàn người mỗi ngày, thường là với sự hỗ trợ của các băng buôn người. Trong 4 tháng đầu tiên của năm tài chính 2024 thì cơ quan tuần tra biên giới bắt giữ hơn 250.000 di dân ở khu vực Texas, nhiều nhất so với bất kỳ khu vực nào. Mặc dù di dân vượt biên giới trái phép sang Texas giảm so với năm ngoái, thì con số này vẫn cao ở khu vực Tucson và San Diego. Chiếm tới 60% tổng số di dân bị bắt giữ. Có hai loại di dân vượt biên giới trái phép sang khu vực Tucson, gồm những người trình diện với nhân viên tuần tra biên giới với ý định xin tị nạn ở Hoa Kỳ và những người muốn sang Hoa Kỳ một cách lén lút không bị bắt giữ. Do vị trí này hẻo lánh của khu vực thành ra nhóm thứ nhất thường phải chờ đợi và đi bộ nhiều giờ đồng hồ sau khi sang Hoa Kỳ trước khi gặp được nhân viên tuần tra biên giới. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hồn Việt TV chiều nay và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.